tôi là nhà cố vấn già, xin kể các bạn những câu chuyện về đầu tư. Anh cảm ơn Tuấn đã có những cái tương tác. Thực tế thì với 20 năm kinh nghiệm ở trong nghề tài chính kinh doanh, anh xuất phát từ bảo hiểm, thì qua những cái mà nguyên tắc về tuân thủ đạo đức nghề nghiệp á, thì cho thấy rằng là gì, đối với tài chính nó chỉ cần chính trực thôi Tuấn, và chỉ cần mình gì đối với tiền bạc của người khác, mình cần sự mình chính trực, cẩn thận và chia sẻ một cách trung thực nha, tuyệt đối. Đối với tiền bạc thì chỉ cần trung thực tuyệt đối là nó đã hay rồi Tuấn, nó không cần phải nói cái chuyện gì cho nó hoa mỹ hết trơn á. Chính vì vậy mà em coi qua các cái tập của anh thì em sẽ thấy như sao, là tất cả mọi thứ nó đều trung thực, rõ ràng. Và khi anh nói đến vấn đề gì thì thường là anh nói hai mặt của một vấn đề, để rồi các bạn trẻ hiểu. Tại vì nói có một chiều thôi á, thì đôi khi là lỡ các bạn tin vào một chiều thì đôi khi nó rủi ro cho các bạn. Nhưng mà nếu mà mình nói được hai chiều, nhiều cái khía cạnh của một vấn đề, từ đó các bạn có thể lựa chọn trên cái gì, trên cái mức độ chấp nhận rủi ro của các bạn, thì từ đó các bạn sẽ đi vững vàng hơn ở trên cái con đường tự do tài chính của mình, cho con đường đầu tư của mình. Nhà cố vấn già kiến tạo những nhà đầu tư độc lập.